chắc chắn một ngày nào đó, mỗi người chúng ta sẽ kết thúc cuộc lữ hành trên trần thế. Khi đó, thân xác nằm yên trong quan tài để được đưa vào thánh đường giữa tiếng ca Alleluia. Đi về nhà Chúa, tim con reo hoan làm Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan làm Chúa. Nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, đi về thánh đường. Đi về quê. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời. Chào tất cả quý ông bà chị em, con là linh mục Phaolô Trịnh Minh Thái của cộng đoàn giáo xứ Saint Columban. Đến đây để cùng chia sẻ những ngày cầu nguyện cho cụ bà Maria Trần Thị Lan. Trong chợ Chúa, hơn linh căn mong đời hừng đông. Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa. Chúa đã gìn giữ bà cụ 102 tuổi đời. Cái sự mất mát đó đối với trần gian, nhưng mà đối với niềm tin vào Chúa phục sinh thì bà cụ sẽ được vui hưởng trên nam thánh Chúa. Thành thực chia buồn với lại anh chị em bà đã cảm đời tâm tư an vui hay ngậm ngùi tình yêu Chúa. Tháng năm qua mong
lên cha trái tim mòn hèn. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa. Lạy Chúa, là đấng soi chứng người soi lối và ban thứ hai phúc muôn đời cho những bậc thánh nhân. Ngày hôm nay chúng con tiền đưa linh hồn Maria Trần Thị Lăng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cho người con của Chúa đây ngay từ giờ phút này được chung phần vinh quang với những người Chúa đã cho. Con sinh ra trong kiếp cho bụi, giờ trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phù vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên Ngài. Con nguyện Chúa thương con. Kính thưa mẹ, con đại diện cho tất cả các em, các cháu, các chất trong gia đình có đôi lời với mẹ. Kính thưa mẹ, suốt cả cuộc đời mẹ đã tận tụy nuôi chúng con cho tới ngày hôm nay. Chúng con xin lỗi mẹ tất cả những chuyện gì đã làm mẹ mất lòng, làm mẹ đau lòng trong suốt cuộc sống của mẹ. Chúng con tiễn biệt mẹ. Xin mẹ cầu vào cùng Chúa trên nước thiên đàng cho chúng con một cái điểm tựa. Anh em biết thương yêu nhau, bắt chước mẹ, bắt chước mẹ sống một cuộc đời đạo đức. Trên dòng đời nào có biết, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hão huyền, nhân chim con trong bể đông phù. Hôm nào ra đi vinh biệt đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi. Tình yêu Chúa, tình yêu bên nhau ngày qua sẽ giữ phần phúc lòng cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng.